ấy đây, lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về là người khi xưa đã ta vui bên nhau rồi cánh giờ. Tình anh chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Vẫn giờ tháng chúng ta lỡ là. Ngày xưa có hai nàng công chúa, nước mắt của họ có thể hóa thành kim cương. Sau một thời gian, cô chỉ được gả cho một vị hoàng tử, còn cô em muốn gả cho một anh chân cừu. Đức vua cha Lâm Chung gọi hai cô về gặp mặt lần cuối. Ngài sửng sốt nhìn cô em được ăn mặc toàn tàn đứng cạnh cô chị lộng lẫy cao sang. Ngài hỏi anh chân cừu, rõ ràng chỉ cần một giọt nước mắt của con ta, các người có thể sung sống cả đời. Anh chân cừu đáp, nhưng con không nỡ. Uầy, tưởng nó đẹp thế, nhưng không đẹp bằng em. Măng cục này bán sao chị? 40.000 một ký măng cục vườn. Ký nhiêu trái chị? Ai biết? Vậy trái nhiêu ký? Trời ơi cưng ơi, cưng mua thì cưng lựa trái nào ngon ngon, cưng bỏ vô trong bọc đó, rồi cưng lại đây cưng ký tính tiền chứ mày hỏi gì sao mà biết. Lựa trái nào ngon ngon hả? Rồi trái nào ngon? Trái nào cũng ngon chứ. Vậy sao kêu lựa? Giờ mày mua không? Bà bán mà tôi hỏi gì bà cũng không biết chứ, người sao tôi dám mua bà nội. Rồi dừa này bán nhiêu trái? 14.000 trái, dừa này dừa nhiều nước đó. Trời ơi, nhiều ông nội tôi, trái dừa nhìn như trái cam vậy, nhiều nước dữ lắm. Trái này bà bán 8.000 tôi còn chê, bà bán 14.000 nhiều nước rồi bà để bà uống mình lên bà đi bà. Ai đâu mua? Cái gì vậy trời? Rồi lê này bà bán làm sao vậy? Lê này 55.000 một ký. Lê này lê nhiều nước đó, ăn ngon lắm á. Nhiều nước rồi tôi mua dừa tôi uống mẹ nó cho rồi đi, chứ mua lê ăn chi? Tấp xốp mới ăn chứ nước không ăn. Mà sao bà bán gì bà cũng la nhiều nước trên vậy, bà bơm vô hả? Đang bán bộ bị câm hay gì mà tôi hỏi bà không trả lời. Ủa má mày ghẹo chật chỗ rồi. Bữa nay là mày tới thời mày rồi, mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Không sao không sao, chúa phù hộ em. Nhỏ kia, cho mượn bộ đêm nay nha. Mày phải hứa là giữ cho thật sạch đó. Hứa luôn á. Thật đâu có cho mày mượn đâu mà hứa cái gì mà hứa. Đồ khờ lại bị lừa rồi. Mày đừng có hòng đụng bàn tay dơ bẩn của mày vào đồ của tao nha. Em yêu tên là Zach Birkin. Em yêu thấy Gary Shack Miller. Em yêu nghe nhạc hay là Peter King. Em yêu thích trong bộ lăng của Rare. Chuyện em Dior, nạm đá. Em bước vào so sống mình cần nhìn. Bà kể về ngày trẻ bà từng yêu. Yêu say đắm một người không phải mẹ. Đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé. Đôi mắt không tròn, sơ mi sẫm màu be. Bà gặp ông ngày hạ về ôi ả, nẻo đường làng trên lọc cọc con xe. Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nha. Thôi lên nào, tôi đều kéo đường xa. Rồi cứ thế hai con người xa lạ, từ khi nào đã xích lại gần nhau. Là bạn thân, là tri kỷ tâm giao, là tất cả chân thành thời son trẻ. Nhưng con người, tình cảm kia quá điên cuồng mới mẻ. Bà vừa thương vừa ghét bản thân mình, bởi mặc cảm trước miệng đời mổ xẻ. Bà tự tay bóp chết đi mầm tình. Nàng là hoa khôi rất xinh trên môi nụ cười, là mai kia đứng tin. Mà nàng nào đâu biết yêu, biết mong đợi chờ, em chưa hề thương nhớ. Là vì khi nhìn ai đôi mắt cười xóe tròn, làm cho bao chàng trai thương nhớ em héo mòn. Mà nàng như thờ chỉ biết gieo hy vọng, quên đi người ta trông mong. Hai đứa vui duyên tròn.
Tuần trước cô có giao cho mấy đứa bài tập làm văn tự do đó, rồi mấy đứa làm chưa? Dạ rồi cô. Dạ rồi. Rồi vậy thì bây giờ cô kêu từng bạn đọc bài cho cả lớp nghe rồi mình cùng sửa nhau ha. À, cô kêu theo danh sách đi, bạn Kim Anh trước đi. Dạ, em làm về chủ đề phân tích văn học đó cô. Em phân tích bài Người lái đà sông Đò. Hả? Người lái đò sông Đà. À, tiếp theo cô mời bạn Bảo. Dạ em miêu tả về món ăn mà em yêu thích nhất. À, rồi em đọc đi em. Trong tất cả các món ăn em thích nhất là món dừa xào lông. Hả? Dừa xào lông nghe nó dính dính cổ họng làm sao em ơi. Ủa? À, dạ em xin lỗi, món lừa xào dông, món lòng xào dưa cô ơi. À, tiếp theo là bài của bạn Duy. Dạ em xin đọc bài văn của em. À, bài văn của em nói chủ đề gì vậy Duy? Dạ em viết về một trưởng tan bụi, một buổi tan trường đó cô. Rồi tiếp theo mình tới bài văn của bạn Ngọc đi ha. Dạ thưa cô, em viết về ca gia tục ngữ. Rồi cô mời em đọc bài văn của mình. Dạ thưa cô, Việt Nam là một quốc gia nghìn năm văn hiến. Từ xa xưa, các cụ có câu. Em mượn em dối em mà cô đơn trên nói về. Thực ra thì thời gian chẳng chữa lành vết thương nào cả. Nó chỉ khiến mình chấp nhận rằng những điều không muốn nó cũng đã xảy ra rồi và không thể nào thay đổi được nữa. Nói với con rồi, không có cái gì phải buồn hết trơn á, không có cái gì mà mình phải tiêu cực hết trơn á. Cuộc đời này nhiều lý do để sống dữ lắm. Chờ mẹ 2 phút đi, mẹ cho con biết cái lý do là cái gì liền. Đây nè con coi đi Diễm ơi, nguyên cái gia đình của bà Tư ha, mới bể nợ bán hết trơn miếng đất luôn, không còn một miếng nào hết trơn mà ngồi tỉnh bơ ăn cơm này, thấy chưa? Con thấy nguyên gia đình này có ai có biểu hiện gì buồn bã không? Còn cái thằng già này ha, 20 năm trước là tiền án tiền sự đầy người đó. Hồi xưa ha không ai coi ổng ra cái gì đâu, mẹ nói thiệt với con cái Diễm. Mà bây giờ cái bản mặt của ổng người thấy không? Chơi chơi cái mặt ra rồi sống, có biết mắc cỡ được cái gì không? Còn cái bà này ha, mày nhìn cái bản mặt của bà như vậy ha, không ai nghĩ là bà ngoại tình đâu Diễm. Hồi xưa là tính là cặp thằng cha mày nữa kìa, mà tại vì ngán tao, cho nên là dưới cơ tao đâu có dám mà tiến tới đâu. Tao là tao định không nói rồi, nhưng mà thằng này với nó là cá mẹ một lứa, bữa nay tao nói tao phơi bài luôn, vợ chồng nó ly dị thì cãi mẹ đó. Mày coi cái mặt bà có biết mắc cỡ không? Còn cái con này ha, mày nhìn cái mặt nó đi, mày nhìn nó có nét nào giống con gái không? Cái mặt của nó vuông nhất đây này, thấy không? Mà mày nói tới nó lét một cái là nó tự ái, nó cự lộn liền đó, mà nó không biết làm ăn gì hết trơn á. Ngày hôm nay mà cha mẹ của nó phá sản là một tay con này đó, con này là con bất hiếu, con này là con phá gia chi tử, con này là con khốn nạn. Bây giờ nguyên một cái gia đình phá sản trắng tay không còn một cái gì hết trơn, bởi vì bữa cơm 5 ngàn mà nguyên gia đình ăn đầy đủ no nê này, thấy không? Mẹ nói với con, nguyên gia đình mình ăn cơm tiếp đi. Mẹ nói với con rồi, không có chuyện gì phải buồn hết trơn á. Buồn nào mà buồn hoài, mua nào mà không tảnh có gì đâu mà buồn, buồn một chút rồi thôi, hiểu không? Yao Wen 哥哥，哎，今天看到你拿 MVP， 我特别开心。我为你打 call， 我的。Mẹ mày ra đẻ mày ra chằng ai lai khổ mà đi học để tao hiếp để tao quánh gì đó. Tao ngu không? Mày vô mày chỉ thẳng cái mặt nó nghe tao giải quyết lần này lớn chuyện nè. Biên cương lá rồi. Mày giăng đâu rồi? Gì vậy? Bà coi con trai của bà quýnh gái tôi vậy nè, bà chịu được không? Rồi sao? Bà đẻ được mà bà dạy không được. Bà đẻ con mà quýnh con tôi vậy nè, rồi giờ bà hỏi sao nữa hả vậy? Rồi sao bây giờ ý bà sao? Bà muốn sao? Bà qua đây bà làm sao nè? Tôi bắn vô bà chơi vậy? Rồi bà nói xong chưa? Rồi. Được rồi, thành cô đâu ra má biểu cưng. Rồi hai mẹ con bà mơ con mắt cho to ra nè, nhìn thứ đi. Nó quýnh thằng con tôi có ra con ngu không? Thử. Rồi bà coi cái đứa con gái nào mà nó quýnh thằng con trai ra nông nó mà dạ không? Thử.
Tôi là tôi tính dẫn con tôi qua miếng gió mà tôi nghĩ thông nó con trai tôi im chuyện tôi đỡ cho qua. Mà giờ mẹ con qua đây làm gì hầm hồ ấy? Định qua miếng gió, định làm tiền, định ăn dạ hay sao vậy? Thử con tao tao đi, tao cưng như trứng, tao hứng như hoa. Mẹ đi học nó quýnh không ra hình người. Tao là má nó nè. Tao mang mạng chỉ đâu 9 tháng 10 ngày này mà con tao đi học giờ tao nhìn thằng nhỏ không ra. Tối giờ tao nói con gái mẹ sao là đi ra con y chang vậy á. Từ đầu tên sống dưới mẹ con mày hung dữ quá mẹ. Cái gì mày cũng biết hết á. Mày biết nhiều hay không biết? Mày đứng một chặp nữa tao quýnh con gái mẹ mày không đẹp không ăn tiền liền hả? Thằng cu đi vô. Ừ thì mình thương đấy, đêm nào cũng mơ thấy. Hôm nay thứ bảy đứng ở đây cho em thư tay. Chứ đừng nội dung là ngôn tình các kiểu. Rồi muốn nói với em một điều là em là người anh yêu. Yêu yêu bóng hình em, đêm đến ngày chỉ mong trời xa. Chào em. Đôi mắt em đẹp như là bồ câu. Con đậu con bay con đậu. Mấy mái tóc dài là dòng màu nâu. Giang điệu. Chào em, mình bắt đầu mình phỏng vấn luôn ha. Dạ em chào anh. Anh thấy em có một cái sự chuẩn bị rất là tốt thì anh rất là ấn tượng. Thì bên ngoài trời mưa lớn mà em tới đây em không ướt một miếng luôn ha. Trời em giàu mà em đi xe hơi sao ướt được. Đi xe hơi lại đây coi bộ nhà cũng khá giả ha. Không, giàu là giàu chứ khá giả là khá làm sao anh. Thôi bỏ qua đi, em đọc mô tả công việc chưa? Dạ em đọc rồi. Vậy em thấy khối lượng công việc trên đó nó có nhiều không? Đối với anh thì nhiêu đó là nhiều hay ít? Anh thì anh thấy cũng nhiều đó. Ừ thấy rồi còn hỏi làm chi nữa ba. Vậy với khối lượng công việc đó thì em nghĩ là em có gặp áp lực không? Em có dễ bị xì chết không? Dạ không. Vậy em thường xả xì chết bằng cách nào? Dạ em mở color time lên em tô màu. À trong này em mê nhất là cái tính năng mà color journey. Nằm ở nhà mà đi du lịch tứ xứ ở chơi nghe tô tranh theo chủ đề các nước. Ê cái trò đó lắm trời ơi, ngày nào cũng ngồi tô cái buổi trời luôn á. À là tô tranh theo số đó, phải không? Số đánh sẵn rồi mình tô lên. Rồi mà em ngồi em tô cả ngày vậy rồi ai làm việc? Em mướn người ta làm giùm em giàu mà. Ủa em đi làm mà em mướn người ta làm giùm luôn hả? Rồi lương công ty trả đủ em mướn người ta không? Trời ơi thì có gì đâu anh, không đủ thì em bù thêm. Em giàu mà. Anh có lời khuyên em nè. Mặc dù là em giàu sẵn nhưng mà em cũng đừng có tự tin quá. Em nên coi lại cái bản thân mình đi. Coi lại hoài thấy vừa giàu vừa đẹp nữa có gì đâu chê trời. Làm nghề tuyển dụng này tôi áp lực quá thôi tôi nghỉ việc. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu. Là tất cả ông xã em number one ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngàn sau dù cho sóng gió giang lao tình anh luôn mãi dâng cao như là biển lớn sẽ mãi mãi không trong thấy bao bông hoa trên đời anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí chỉ xin một đợt ngày được che chở em. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chúng ta ung dung bước và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa, đã chỉ có đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta. Lên đời anh dâng về những dấu yêu ban đầu.